Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của mình. Thì mình rất vui vì đã có cơ hội chia sẻ với các bạn video đầu tiên của mình trên YouTube về trò chơi PES. Thì rất mong được là các bạn sẽ thấy video này thú vị đáng xem trong hành trình cày rank Division 1 của mình. Và hãy để lại ý kiến và đăng ký kênh của mình để có thể theo dõi được những video tiếp theo của mình. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình và chúc mọi người một ngày tốt lành. Và để hạn chế những bàn thua thì sai lầm thì mình mong là mình sẽ ít nói lại và để lại nhạc, và mong mọi người theo dõi vui vẻ. Có 5 lối chơi nhưng mà mình lại thích Quick Counter bởi vì là nó hiệu quả, với cả là có thể phối hợp với những cái phản màn ban bật rất là đẹp mắt. Và sơ đồ mình dùng là 4-3-1-2, một sơ đồ rất là tốt cả về công lẫn thủ. Ngay rất sớm, bên mình đã có lợi thế khi dẫn trước team bạn 1-0. Biệt vị. Vào. Rất đơn giản. Thì bạn đã sơ sẩy trong phút chót. Ở Việt Nam thì mình thấy là tựa game này khá là ít người chưa kiểu YouTuber, cho nên là mình mong là mình có thể chia sẻ những kinh nghiệm của mình thông qua thời gian chơi của mình, bởi vì là mình không học cách chơi ở bất kỳ đâu cả mà hoàn toàn là chơi theo kiểu cảm giác với bản năng, cho nên là đôi khi là có thể vẫn còn một số lỗi sai vớ vẩn, mong các bạn bỏ qua. Khi mà các bạn bị ép thì các bạn cứ bình tĩnh, bởi vì là khi mà mình bình tĩnh thì mình mới tìm thấy được sơ hở của đối phương, còn nếu như mà cuống thì khả năng rất cao là mình sẽ bị mắc những sai lầm. Thường là những cái lúc mà để lộ ra khoảng trống thì team bạn có thể triển khai vào, cho nên là mình mới phải chơi một cái tốc độ khá chậm. Không không hẳn là khá chậm nhưng mà chủ yếu kiểm soát bóng, xong rồi chờ đợi lỗi sai của đối phương rồi bắt bài các thứ. Đấy, có một quả phạt cho team bạn.
Thường thì những quả như này nếu như mà bạn lùi hậu vệ sâu về đứng cạnh thủ môn thì là team bạn sẽ không mắc lỗi việt vị và sẽ có thể truyền những quả rất là ngon ăn, cho nên là tốt nhất là quả như này là giữ nguyên vị trí như này, bởi vì là phải lên tầm chắc Division 1 rồi nhưng mà cũng phải lên rank rất cao thì người ta mới có kiểu kỹ năng ấy được. Đây là được một quả góc cho team mình. Các bạn có thể gọi người ra xong rồi đánh lừa cái bạn này cũng được. Thì sẽ có khả năng là sẽ ấy được vào trong, nhưng mà nếu như mà không có nhiều cầu thủ có khả năng đánh đầu tốt thì các bạn có thể vào phần kiểu skill cầu thủ thì sẽ rõ được hơn các thông tin. À, có một mẹo là cái phong độ cầu thủ thì là cho dù là cầu thủ có chỉ số cao nhưng mà nếu các bạn có thể cầu thủ chênh lệch ở kiểu dự bị chênh khoảng tầm 2-3 overall nhưng mà người ta có phong độ cao thì các bạn vẫn nên thay vào, bởi vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến kiểu cái phong độ của cầu thủ đây ở trên sân. Ví dụ như ở đây thì mình có Thiago là phong độ thấp nhất, kiểu nói chung là thấp nhất thì mình sẽ không thay vào mà vẫn để cho Tchouaméni và Rodrigo ở đây, và khoảng tầm phút 60 70 là mình sẽ thay Mbappé vào, bởi vì nấu Super Sub thì nó sẽ rất có lợi thế ở nhất ở những phút cuối giờ. Và kể cả là dù bây giờ đã dẫn 2-0 nhưng mà vẫn không chủ quan được, bởi vì là bóng đá mà, cái gì cũng có thể xảy ra. Nhưng mà khi các bạn bình tĩnh như này thì đối phương sẽ cuống và như thế thì sẽ dễ bắt bài hơn, bởi vì là đối phương chỉ muốn lên để có thể san bằng tỷ số cũng như là chiến thắng, cho nên là những lúc này thì mình càng phải bình tĩnh và dùng match up để cản lại. Một pha đỡ tốt của Ederson. Lúc mới chơi thì mình ở những cái pha mà kiểu bị phản công hay là đối phương hơn bàn thì rất là vội, nhưng mà sau khi chơi được một thời gian khoảng mấy năm rồi thì mình rút ra là kiểu các bạn cứ bình tĩnh, cho dù có tình huống như nào xảy ra thì khả năng thắng của bạn vẫn cao hơn. Không không hẳn cao hơn nhưng mà các bạn kiểu kiểm soát được trận ấy. Còn nếu như mà cuống lên là nó sẽ bị vỡ trận, cho nên là rất khó. Đấy, chỉ cần kiểu lùi sâu là đã cản được đường bóng của team bạn. Này nếu như mà kiểu những đội hình đội bạn nào còn yếu thì mọi người có thể vào mua ở base mà mua những con kiểu top đầu thì khi nâng lên mới được 97, 98 gì đấy. Đấy là hoặc là 96 thì vẫn rất ngon, hoặc là có thể đổi qua cái điểm eFootball Point thì đổi huyền thoại hoặc là những cái con mà kiểu theo sở thích của các bạn thì nó sẽ có lợi thế rất nhiều. Còn game mà thì ai biết được điều gì đâu. Những quả như vừa nãy kiểu nhiều lúc cũng có những pha xử lý rất là vớ vẩn, kiểu lúc lúc đấy là căn ngang vào thì chắc chắn là có bàn rồi, nhưng mà đôi khi nếu như mà các bạn thích trêu người đối thủ thì có thể dùng kỹ thuật
ấn dash xong rồi flick đi một bên. Ê, tùy người đấy, thì bạn gỡ được phút thứ 83, nhưng mà mình nghĩ rằng là còn 7 phút nữa thì cũng không nên chủ quan. Đôi khi cũng có những bàn thắng cuối giờ nếu như mà chủ quan nên rất là tiếc. Cho dù trường hợp nào thì cũng phải tập trung, và như thế thì và vậy tỷ số chắc là kết thúc ở đây với tỷ số 2-1. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip này. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại một like và là một subscribe để cho mình có động lực ra thêm nhiều video hơn. Rất cảm ơn mọi người. Bye bye tất cả mọi người.